Tôi đang giới thiệu về cái ván bơ cợt, ván điện tử, ván solenoid, và chúng ta sẽ cùng cái tháo lắp cái ván solenoid ra để có cái cấu tạo bên trong nó. Thì nó gồm hai phần, phần ván và phần cuộn coil solenoid. Sau khi tháo ra, chúng ta có đây là cái cuộn coil solenoid, đây là phần van và đây là cái phần armature của nó. Chúng ta sẽ có cái khi mà để trong này rồi sau đó lắp như thế này. Rồi nếu như chúng ta mà cấp chúng ta cấp nguồn cho sản phẩm. Được chưa? Chúng ta cấp nguồn cho sản phẩm như thế này thì cấp nguồn cuộn coil nó sẽ hút cái armature này lên. Và bình thường á, cái armature này á nó sẽ đậy cái ván này lại, tức là kín lại, nhưng mà khi mà nó được nhấc lên á thì luồng khí, luồng nước hoặc dầu thủy lực nó sẽ đi qua đây. À, thì đấy là cái cơ chế hoạt động của ván solenoid. Thì chúng tôi là công ty Ino, đang đại diện cho cái hãng NAS Magnet, chuyên sản xuất các phụ kiện và linh kiện cho một cái van solenoid. Ví dụ như chúng ta thấy cái linh kiện mà armature đây. Đây. Đấy, nó được 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 sản xuất là một ha. Cái thứ hai, ví dụ như các cái cuộn coil của NAS Magnet nó có thể thay thế hoàn toàn. Đây, chúng ta có thể thay vì cái việc là đây, solenoid coil. Chúng ta sẽ thấy các cuộn coil khác nhau. Được chưa? Thì tất cả các cái hãng ở trên thị trường nó cũng sẽ phải mua ở đâu đó sản phẩm về cuộn coil, mua ở đâu đó về cái van và nó lắp ghép lại, assembly lại để trở thành một cái van solenoid. Thì trong trường hợp nếu như quý khách hàng có nhu cầu sửa chữa thay thế một cái linh kiện phụ kiện của van solenoid, liên hệ công ty Ino để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.